Rồi, chào quý vị và các bạn, các anh chị em yêu audio trên toàn quốc. Quý vị đang theo dõi kênh Test Âm Thanh giới thiệu hàng của kênh Audio Bãi An Giang. Thì quý vị, trước mắt quý vị và các bạn là một đôi loa đến từ châu Âu. Thì đôi loa này thì bên nước ngoài thì nó đít quý vị. Bây giờ trong này nó ra tới 6 cái bass lận ha. Nó hai cái 4 cái ITT với hai cái Philips, là mỗi bên là nó 6 loa ha. Bên đây 6 loa, bên đây 6 loa. Thì nó được ra 6 cặp loa rời quý vị, 6 cặp loa rời. Thì cái loa này chức năng là bên nước ngoài nó làm cái gì quý vị? Thì em nghĩ đây. Nó có cái ống sắt này ha, ống này là để ghim lên cái cây trụ quý vị. Nó có quai sắt này nữa nè ha, để sắt tới sắt lui. Cái thùng nó rất nặng nha quý vị. Cái này thì em nghĩ bên nước ngoài nó đang làm cái monitor quý vị. Làm cái loa monitor, loa lời hay gì đó, hoặc là loa đờn đó. Em nghĩ là monitor hợp lý hơn, tại vì cái phần trung âm của những cái loa Philips và cái loa ITT này thì tiếng nó rất hay quý vị. Dòng ITT thì quý vị biết rồi, và dòng Philips thì cái tiếng nó rất là hay. Và những cái bass này á quý vị thấy trên những cái đôi BO 140, những cái đôi mà dòng cao á, tầm gần chục triệu của hãng BO, nó sử dụng cái bass của ITT này luôn nè. Đấy. Rồi bây giờ nó được 6 cái một loa, quý vị thấy khủng chưa? Mỗi một cái này là 14 cm, cái này là 16 cm quý vị. Cái này mà quý vị đem về dàn tủ vô mà làm loa trả lời hát karaoke, em bao hay luôn quý vị, không hay gửi lại em. Đây. Một cặp như thế này thôi quý vị, một cặp như thế này. Hai cái thì chúng ta dàn tủ 4.7 hay là 3.2 gì đó này. Chúng ta lấy lời hát karaoke, tiếng nó rất là tuyệt vời. Ha. Thì ở đây là cái thùng này là nguyên zin ở bên bển về luôn. Thùng này là thùng da rất là đẹp quý vị. Cái thùng này thì chúng ta có thể tận dụng lại làm này nọ, rồi tháo mấy cũ này ra. Thì trên tinh thần là bây giờ luôn quý vị, nếu mà quý vị lấy nguyên cái lo này thì lấy cũng được. Rồi em cũng đã lo em bán luôn cái thứ nhất ha, thì em sẽ tháo trong thùng luôn. Quý vị thấy ha, những cái con ốc ở trong đây là toàn là ốc vít dẹt cổ hết nè, ốc vít dẹt hết nè. Và những cái loa này thì tất cả nó là nguyên zin, hoạt động hoàn hảo, chưa có đụng chạm gì hết quý vị nha. Tất cả là ốc vít dẹt hết luôn ha, quý vị xem nè, ốc vít dẹt, ốc cổ ha, đó xịn đó, ha, hàng xịn đó, xịn bên châu Âu nó đít luôn nha. ITT Made in Germany, dòng ITT thì quý vị biết rồi, quá nổi tiếng rồi, Philips cũng vậy, quá nổi tiếng rồi, không cần phải nói nhiều. Thì một cặp ITT như thế này em bán 1 triệu 6 nha quý vị. Một cặp bass ITT 14 em bán 1 triệu 6. Em tặng cho quý vị một cặp tủ 4.7 cho quý vị về dàn và làm chung hát karaoke luôn ha. Đấy. Và một cặp Philips này. Một cặp Philips này thì có mức giá là 2 triệu ha, 2 triệu. Rồi em cũng tặng cho quý vị một cặp 4.7 về quý vị làm loa lời luôn ha. Hát karaoke luôn. Thì thật sự chức năng của cái loa này bên nước ngoài nó làm monitor là để làm cái loa lấy lời thôi quý vị, lấy lời và loa để mà lấy nhạc cụ thôi chứ nha. Rồi thì nó sẽ có là 4 cặp ITT và 2 cặp Philips, tổng cộng nó là 6 cặp loa nha quý vị, 6 cặp. Rồi em khuyến mãi luôn là nếu quý vị lấy 6 cặp loa em tặng vỏ thùng luôn, tuyệt vời chưa. Đấy, nói vui vậy thôi, nhưng mà quý vị nếu mà lấy nguyên cái thùng thì giá là 8 triệu 8 nha quý vị. À, không nhầm quý vị, 9 triệu 8, 9 triệu 8, nhầm, giá 9 triệu 8 nha. Nếu quý vị lấy 9 triệu 8 nha quý vị. Đấy. Rồi, thì em xin kết thúc video tại đây. À, lúc nãy em có mở nhạc. Đời trai nghiệp lính biết đi là gian khổ nhưng vẫn đi cho thỏa chí. Mấy thuở được làm quen đó đây sống cùng nỗi. Quý vị thấy là chỉ có cái bass thôi mà nó hát hay vậy rồi, chưa có chung mà chép luôn á. Mình tiếng cái phần trung âm nó ra rất là hay luôn quý vị. Hay luôn chứ không phải là được nữa, rất là hay luôn.
Bên đây thì em gắn thử cái bên đây cho quý vị nghe thử chất âm của nó. Bây giờ em mở ra cho quý vị xem luôn ha. Đấy. Thì em có báo cho quý vị rồi. Nó sẽ gồm hai cặp bass Philips 16 cm nha quý vị, 16 cm. Mỗi bên một cặp là hai cặp và bốn cặp ITT như thế này. Đấy, thì cái lo này quá trời nhiều. Đấy, thì quý vị lấy cả thùng, lấy 6 cặp luôn, em tặng cái vỏ thùng. Hợp lý nha quý vị. Thì nói vui vậy thôi, thì em lúc nãy cũng có nói 9 triệu 8 là quý vị lấy cả cặp này ha. Còn quý vị lấy tháo lâu rồi thì em vẫn tháo. Giá mỗi cặp ITT là 1 triệu 6 và Philips là 2 triệu một cặp. Thì tùy theo quý vị thôi. ITT thì tiếng nó không thua kém Philips, nói chung là nó như vậy. ITT thì anh em chơi audio thì đã biết về cái độ chất của nó rồi. Còn quý vị nào mà chơi được nguyên đôi này về luôn thì đỉnh ha. Đấy. Rồi, nguyên đôi này về thì kèm chép vào là Vivo. Rồi, em xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Xin cảm ơn.